Hàm số bậc nhất thì có dạng là y bằng ax cộng b, thầy ghi lại cái lý thuyết cũ đó. Các bạn lý thuyết cũ này, lý thuyết cũ. Nhắc lại lý thuyết về phần học kỳ 1. Nhắc lại lý thuyết về hàm số bậc nhất. Nhắc lại lý thuyết về hàm số bậc nhất. Thì ở đây hàm số, nhắc lại lý thuyết về hàm số bậc nhất, thì hàm số bậc nhất thì của mình có dạng, mình có thi về phần này nhá, về phần hàm số bậc nhất. Hàm số bậc nhất có dạng là y bằng ax cộng b, x cộng b chưa nào, với điều kiện a của mình phải khác không, a của mình phải khác không. Đây, đây chính là cái phần học kỳ 1 của mình có dạng nên học kỳ 1 nhé các bạn. Rồi, vậy thì chúng ta sang cái phần bài hôm nay là hàm số bậc 2. Nào, chúng ta ghi là cái bài hôm nay là hàm số bậc 2. Hàm số bậc 2 thì có dạng mình là y bằng ax bình phương, với điều kiện là a của mình cũng khác không. A của mình cũng khác không, cái hệ số của nó là khác không. Đây chính là hàm số bậc 2. Được chưa nào? Rồi. Có đồ thị là một parabol. Nhớ nha. Đồ thị của hàm số bậc 2 là một parabol. Đồ thị hàm số bậc 2 là một parabol. Ở đây là cái tên là nó là một parabol. Đồ thị của hàm số bậc nhất là một đường thẳng, tức là cái hình ảnh ấy, người ta gọi là hình là đường thẳng, còn hàm số bậc 2 nó cho ra hình ảnh, người ta gọi nó là parabol. Được chưa? Rồi. Rồi chúng ta giống như ở học kỳ 1 thì chúng ta cũng sẽ có các bài toán liên quan về cái hàm số của nó. Vậy thì cái bài toán đầu tiên là người ta sẽ yêu cầu vẽ cái parabol. Bây giờ thầy sẽ cho cái ví dụ về parabol đã. Là ví dụ. Đây là cái phần 1,25 điểm trong cái bài thi tuyển sinh của chúng ta. Cái phần này này là cái bài sau mỗi cái bài hình thôi, đây là bài nhiều điểm thứ hai và dễ kiếm điểm nhất. Và phần này các bạn phải làm đầu tiên. Nhớ nhá, đi thi phần này làm đầu tiên. Và bắt buộc là các bạn phải làm được trọn vẹn 1,25 điểm ở cái phần này. Nó không hề khó một tí nào cả. Ví dụ này, cho cái hàm số y bằng 2x bình phương chẳng hạn. Đó. Phần y bằng trừ 1 phần 2x bình phương chấm ra là các parabol, là các hàm số bậc 2. Được chưa? Đây là các hàm số bậc 2. Nó có dạng y bằng ax bình phương. Vậy thì a ở đây, ở cái ví dụ thứ nhất nó là 2. Ở ví dụ tiếp theo là nó là trừ 1 phần 2. Tiếp nào, bây giờ chúng ta đi đến cái phần cách vẽ. Vẽ đồ thị hàm số. Chúng ta đi sang cái phần là vẽ đồ thị hàm số. Vẽ đồ thị số. Vẽ đồ thị hàm số bậc 2.
Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần vẽ đồ thị hàm số bậc 2 này. Vậy thì nó cũng giống như ở phần hàm số bậc nhất, thì trước khi vẽ thì các bạn phải đi lập được bảng giá trị. Sau đó chúng ta vẽ cái đồ thị trên trục tọa độ OXY. Vậy thì để vẽ được cái đồ thị hàm số bậc nhất, đó chính là đường thẳng, chúng ta chỉ cần vẽ bằng cái thước kẻ, thước thẳng của chúng ta thôi. Còn ở cái đồ thị hàm số bậc 2 này, nó là một parabol, thì chúng ta phải mua thêm cái thước. Các bạn ra ngoài cái quán chẳng hạn, là quán tạp hóa mới là có bán không, các bạn cứ kêu là bán cho cái thước vẽ parabol, hoặc là vào cái siêu thị sách ở chỗ gì đấy, bạn nào ở chỗ Lê Trọng Tấn ấy, có cái siêu thị sách Bình Tân gì đấy, các bạn vào đó có tầm khoảng 4.000 đấy, thôi 4.000 hay 2.000 gì đó, thầy không nhớ nữa, một cái thôi. Rồi nhá, bây giờ là thầy sẽ dạy các bạn cách vẽ. Cái ý đầu tiên của bài tuyển sinh là người ta yêu cầu vẽ đồ thị hàm số bậc 2 ấy. Bây giờ thầy sẽ cho ví dụ là yêu cầu các bạn vẽ này. Vẽ đồ thị hàm số người ta hay đồ thị hàm số hay đặt cái tên gọi của đồ thị hàm số là P, tức là viết tắt của từ parabol đấy, là y bằng 2x bình phương. Được chưa nào? À, các bạn ghi vào. Thầy không biết đâu, thầy không ở bên 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 đó nữa, thầy nên là thầy không biết nó có mở cửa hay không. Còn tạm thời thì các bạn sẽ lấy, tức là mình vẽ bút chì chẳng hạn, lấy bút chì vẽ đại đại hoa, thì đến lúc có thước thì các bạn vẽ, dùng cái thước vẽ dễ lắm, nhanh lắm mà nó đẹp, vẽ tay xấu vô cùng luôn. Ngày xưa cái thời học nó không hề có cái thước này đâu các bạn, nên là phải tập vẽ bằng tay sao cho nó đẹp này. Bây giờ có thước rồi thì nó dễ dàng vẽ được. Ở nha, khi chúng ta vẽ đồ thị hàm số này thì bước đầu tiên thì chúng ta đi lập bảng giá trị. Các bạn đi lập bảng giá trị. Lập bảng giá trị. À, bước đầu chúng ta đi lập bảng giá trị. Được chưa? Chúng ta đi lập bảng giá trị của hàm số bậc 2 này. Bây giờ thầy sẽ lập bảng giá trị thì chúng ta sẽ gồm hai dòng. Nhất là x, dòng thứ hai là y, lập bảng giá trị. Đó, bây giờ lập bảng giá trị thì chúng ta sẽ gồm hai giá trị. Giá trị thứ nhất là x, giá trị thứ hai là y bằng 2x bình phương, là x này. Được chưa? Cái thứ hai là y bằng 2x bình phương. Đây. Rồi, cũng giống như ở học kỳ 1 về vẽ đường thẳng, thì cái này thì chúng ta cũng sẽ cho các giá trị của hàm số. Ở học kỳ 1 thì chúng ta để vẽ đường thẳng thì chúng ta chỉ cần, sao cứ bạn nào vào là bắt đầu là phải vẽ đấy nhỉ? Thầy nhắc rất nhiều rồi mà. Ở cái phần hàm số bậc 2 này thì chúng ta sẽ phải lấy 5 giá trị để vẽ được parabol. Được chưa nào? Nó khác ở phần học kỳ 1 đấy. Học kỳ 1 để vẽ đường thẳng thì chúng ta chỉ cần 2 giá trị thôi. Nhưng ở học kỳ 2 chúng ta để vẽ được một parabol thì chúng ta phải xác định 5 giá trị. Rồi, đầu tiên này, cái việc chúng ta chọn cái giá trị xy nào đó là quyền của chúng ta, làm sao cho cái số của chúng ta nó đẹp để cho dễ vẽ mà thôi. Nhớ nha. Rồi, vậy thì bây giờ là bắt đầu là thầy sẽ đi thấy được là thầy cho những số nào mà nó đẹp nó nhỏ, đừng lấy to quá. Vậy thì bắt đầu thầy cho âm 2. Thầy cho đầu tiên x bằng âm 2.
x là âm 2 cho vào. Thì khi chúng ta cho bằng âm 2 thì các bạn tính nè. Bây giờ đi tính y này. X ở đây bằng âm 2 thì các bạn sẽ bấm máy tính 2 nhân với âm 2 tất cả bình phương. Thì máy tính nó sẽ nhả ra được là 8. Nhớ âm 2 tất cả bình phương nhé. Thì giá trị y tương ứng của nó sẽ là 8. Được chưa? Tiếp tục. Thầy thấy được là thầy thử số âm 1 nó cũng đẹp. Âm 1 nó cũng đẹp. Thầy lấy âm 1. Rồi. Âm 1 thì thay vào thì y của mình là bằng 2 nhân với âm 1 tất cả bình phương. Thì y của mình sẽ nhận được bằng 2. Nhớ bấm máy tính phải có cái ngoặc nhé. Rồi. Ở cái phần hàm số bậc 2 này chúng ta luôn luôn có giá trị là 0, x bằng 0. Luôn luôn có giá trị x bằng 0. Thì y của mình tính toán ra nó cũng bằng 0. Bài nào cũng vậy nha, luôn luôn có giá trị x bằng 0, y bằng 0 này, nhớ đó. Bài nào chúng ta cũng có cái giá trị. Đó chính là nó đi qua gốc tọa độ đấy các bạn. Cái parabol y bằng ax bình phương của chúng ta luôn luôn đi qua gốc tọa độ. Tiếp tục này. Bây giờ là có một cái mẹo này để cho chúng ta làm cho nó nhanh nhé. Là ở bên trái chúng ta lấy giá trị như thế nào? Đây, bên trái số 0 đây. Là lấy giá trị như thế nào thì bên phải chúng ta lấy giá trị đối với nó. Chúng ta lấy hai cái số đối này, ở đây là âm 2 và âm 1 thì thầy sẽ lấy là đối của âm 1 đó chính bằng 1. Đối của âm 1 thì lấy nó chính bằng 1. Được chưa nào? Rồi thì kết quả chúng ta chỉ cần ghi lại thôi, bởi vì là ở đây là bình phương mà, nên là số âm hay số dương thì nó kết quả ra đều giống nhau. 2 nhân với 1 bình phương thì nó vẫn bằng 2. Đó. Tiếp tục. Thầy sẽ lấy số đối tiếp theo. Ở đây là âm 2 thì thầy sẽ lấy bên này là 2. Lấy bên này là 2. Thì kết quả nó ra cũng giống như số âm kia. Các bạn thay vào 2 nhân 2 bình phương nó ra được bậc bằng 8. Rồi. Vậy thì cái của chúng ta đã đủ 5 giá trị rồi đó. Bảng, đây chính là bảng giá trị của chúng ta. Thầy đã nập đủ 5 giá trị rồi. Rồi các bạn kẻ cái bảng nó vào. Là bắt đầu làm đi cho thầy. Ôi, 40 phút là phải out ra vào lại các bạn ạ. Cái tài khoản này của thầy hết mất rồi. Thì phải. Không biết hôm nay còn được buổi hôm nay nữa không nữa. À, vẽ cái bảng mà đi, rồi bắt đầu thầy đấy, nói về cái tiếp theo. Tôi để hết. Vẽ cái bảng mà giúp thầy đi. Chưa? Vẽ xong cái bảng chưa? Rồi khi lập được xong cái bảng này bắt đầu đến quá trình là chúng ta bắt đầu đi vẽ. Để xóa một cái điểm nó đi, trông xấu quá. Rồi nhá, bắt đầu chúng ta sẽ đi vẽ này. Vẽ thì đầu tiên các bạn vẽ cái trục tọa độ đã cho thầy. Các bạn vẽ cái trục tọa độ ra. Vẽ cái trục tọa độ ra.
các bạn vẽ trục tọa độ OXY ra cho thầy. Và chúng ta để ý này, các bạn để ý nha, ở đây x của chúng ta lớn nhất là 2 và nhỏ nhất là âm 2 thôi. Vậy thì cái phần trục OX của chúng ta chỉ vẽ đến âm 3 là cùng thôi, đừng cần phải vẽ nhiều. Còn y của mình là lớn nhất là 8. Rõ ràng nó không hề có số âm. Các bạn để ý này, cái y của mình không nhận giá trị âm. Ở trong bài này nhé, nó không có giá trị âm thì các bạn chỉ cần vẽ xuống nó bằng âm 1 thôi. Còn số lớn nhất thì các bạn vẽ dôi lên thì nó sẽ bằng 9. Hoặc là vẽ hơn 8 một xíu. Nào bắt đầu thầy vẽ cái ra cho các bạn. Bắt đầu chúng ta vẽ này. Vẽ cái trục tọa độ ra cho thầy này. Đấy nhá, cái trục tọa độ ở đây thì các bạn chỉ cần vẽ từ đoạn từ đây đến đây thôi này. Chúng ta nhìn lại cái bảng giá trị của chúng ta ấy, x của chúng ta là nhỏ nhất là chúng ta lấy là âm 2, lớn nhất chúng ta lấy là 2. Vậy thì chúng ta chỉ cần vẽ lấy là từ âm 3 mà thôi, cho đến tầm, hay là lấy từ 4 chẳng hạn cho nó đẹp một xíu, là các bạn lấy từ âm 4 này. Làm sao nhìn cho đồ thị chúng ta đẹp ấy mà. Âm 4 cho đến 4 tức là nó lớn hơn 2 và nhỏ hơn âm 2. Đó, thầy lấy từ bố âm 4 cho đến 4. Còn ở cái phần trục OY ấy, bởi vì là giá trị lớn nhất của chúng ta bằng 8. Đúng không nào? Bên dưới tức là cái phần Y âm của chúng ta, số âm là không hề có, thì các bạn có thể lấy từ âm 2 hoặc âm 1, lấy nó phần ngắn ngắn thôi. Bạn lấy lớn hơn 8 chẳng hạn, tầm 9 đi. Rồi, lấy lên số 9 chẳng hạn. Đây là cái trục của thầy. Rồi nhá. Khi các bạn vẽ được cái trục này đi, vẽ đi rồi thầy hướng dẫn tiếp cho các bạn. Vẽ từ âm 4 cho đến 4 thôi. Vẽ từ khoảng âm 1 cho đến 9 nè. Rồi, giờ đi ra đi. Được chưa? Rồi, bắt đầu bây giờ thầy vẽ nhé. Đầu tiên là cái đồ thị của chúng ta ấy, nó đi qua điểm thứ nhất, các bạn nhìn vào là x bằng âm 2 đúng không? Cái bảng giá trị của chúng ta là x bằng âm 2, y của mình bằng 8. Vậy thì bây giờ đây, thầy đi xác định cái điểm. Nào, x bằng âm 2 chúng ta chấm vào cái phần âm 2. Được chưa? Chúng ta kéo làm sao nó chạy lên số 8, bởi vì x bằng âm 2, y bằng 8 mà. Rồi, đây chính là điểm đầu tiên của chúng ta. Đây chính là điểm đầu tiên. Điểm đầu tiên mà đồ thị hàm số của mình đi qua. Giống như học kỳ 1 thôi, là các bạn đi xác định điểm ấy. Điểm thứ nhất là có tọa độ là âm 2, 8. Nhớ không được viết nét liền thế này nhá, mà các bạn phải để nét đứt. Để nét đứt. Được chưa nào? Cái điểm thứ nhất mà cái đồ thị của mình đi qua là đây. Rồi, bắt đầu chúng ta đi xác định cái điểm thứ hai đi qua. Xác định cái điểm thứ hai đi qua. Điểm thứ hai đi qua, các bạn nhìn vào cái bảng giá trị của chúng ta là x bằng 1, y của mình bằng 2. X bằng âm 1, thầy xin lỗi, x bằng âm 1 và y bằng 2. Thì đó, chúng ta xác định chấm vào điểm âm 1, kéo nó chạy lên tới số 2. Kéo chạy vuông góc đây nhá, tới số 2.
Rồi, chúng ta chấm lại. Chúng ta nối sang với số 2, nhớ nối vuông góc. Vậy là chúng ta đã xác định được điểm thứ hai rồi đó. Chúng ta đã xác định được điểm thứ hai. Các bạn vẽ là vẽ nét đứt cho thầy. Không được vẽ nét liền. Vẽ nét đứt. Đó, chúng ta đi vẽ nét đứt. Phần này đi thi làm bài vẽ cái đồ thị này khoảng tầm tức là làm cái bài một khoảng tầm hơn 10 phút một xíu thôi. Thì còn có thời gian để làm các bài khác. Là các bạn không làm nhanh được phần này là nó sẽ chiếm hết thời gian đấy. Đi thi thời gian trôi đi nhanh lắm. Đứa nào kêu về cũng thiếu thời gian cả. Rồi vậy thì đầu tiên chúng ta đã vẽ, chúng ta đã xác định được hai điểm. Điểm thứ ba là điểm 0,0. Các bạn chấm vào. Được chưa? Vậy thì chúng ta đã được một bên nhánh của đồ thị rồi đó. Một nhánh đồ thị mà chúng ta đã có rồi đó. Đó. Nhánh đồ thị mà thầy đã vẽ cho các bạn. Bây giờ các bạn làm tương tự với cái nhánh bên kia. Là nhánh bên kia là x của mình bằng 1. Nhánh bên kia x của mình là 1. Các bạn chấm vào 1. Y của mình là 2 thì các bạn kéo dài cho tới 2. Rồi dừng lại. Được chưa? Chúng ta nối vào, cũng nối vào. Và các bạn để nét đứt cho thầy nhé. Không để nét liền. Để nét đứt. Để nét đứt. Các bạn ơi, khoảng hình như còn tầm 1 phút nữa. Không biết có phải không? Rồi bắt đầu là số 2. Tiếp tục cái điểm thứ hai là x bằng 2. Y của mình bằng 8. Các bạn cũng làm tương tự như thế, nối lên. Chúng ta xác định được cái điểm tiếp theo. Và nhớ để nét đứt cho thầy. Rồi bắt đầu đến cái việc chúng ta đã xác định được hết tất cả các điểm rồi. Các bạn không được phép lấy thước thẳng nối vào nhá. Không được phép lấy thước thẳng nối vào đâu. Mà chúng ta phải có thước parabol cơ thì chúng ta mới nối được. Tí nữa thầy cho các bạn xem là người ta vẽ như thế nào. Rồi.